Nhắc đến những trường quân sự nổi bật nhất Việt Nam Cộng Hòa, nếu bỏ qua Thiếu Sinh Quân thì quả thật là thiếu sót. Tại đây chính là cái nôi đã đào tạo ra nhiều vị tướng lĩnh vô cùng xuất sắc và nổi tiếng của chế độ này. Có thể kể đến vài cái tên như Trung tướng Nguyễn Hữu Có, Chuẩn tướng Lý Tòng Bá, Thiếu tướng Đoàn Văn Quảng. Tuy nhiên, trong những cái tên vang danh thì cũng có những cái tên không may qua đời vào thời điểm năm 75 đổ về trước. Hãy cùng kênh tìm hiểu họ là ai, nguyên nhân gì đã khiến họ tử vong. 1. Thống tướng Lê Văn Tị. Thống tướng Lê Văn Tị không chỉ là huyền thoại của Thiếu Sinh Quân mà còn là người có quân hàm cao nhất trong chế độ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đặc biệt, ông Tị là người có nhiều quyền lực không suy qua hai nền đệ nhất và đệ nhị. Hãy cùng tôi đi tìm lý do tại sao một người đầy quyền lực như ông lại qua đời sớm trước năm 75 nhé. Lê Văn Tị khởi đầu sự nghiệp quân sự bằng con đường không mấy vẻ vang khi chiếm lấy chức vụ của Nguyễn Văn Vĩ nhờ sự hậu thuẫn của ông Diệm đang tại chức thủ tướng khi đó. Ông trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời nhưng cuối cùng lại gục ngã trước căn bệnh hiểm nghèo. Thống tướng duy nhất của Việt Nam Cộng Hòa sinh năm 1904, mất năm 1964. Ông sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu, miền Nam Việt Nam trong một gia đình bình dân. Ông Tị là con cả trong gia đình có 7 anh chị em, trong đó có 2 người em trai cũng phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khi còn trẻ, ông theo học trường Thiếu Sinh Quân và trường Sĩ Quan Pháp. Lịch sử binh nghiệp của ông Tị khá phong phú khi là nguyên lão Tam Triều. Ông phục vụ lần lượt trong 3 chế độ, quân đội Viễn Chinh Pháp, quân đội quốc gia Việt Nam thời Quốc trưởng Bảo Đại và Việt Nam Cộng Hòa thời Tổng thống Ngô Đình Diệm và kéo dài đến sau khi ông Diệm mất. Với cương vị là viên thống tướng đầu tiên và duy nhất trong suốt thời gian tại ngũ, ông Tị đã có 42 năm cống hiến cho đến khi qua đời. Trước khi chuyển sang thời kỳ quân đội quốc gia Việt Nam, ông chỉ mới lên tới chức đại úy trong quân đội Liên Hiệp Pháp. Ngày 20 tháng 7 năm 1948, ông được chuyển sang làm chánh võ phòng cho Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân, chính phủ Nam Kỳ Việt Nam. Đầu năm 1949, ông được thăng cấp thiếu tá. Sự nghiệp của ông Tị bắt đầu thăng tiến khi ông chuyển sang quân đội quốc gia Việt Nam và làm việc dưới trướng ông Ngô Đình Diệm. Năm 1954, khi Ngô Đình Diệm bắt đầu về nước thực hiện ý đồ soán quyền Bảo Đại, tháng 12 cùng năm, Lê Văn Tị được phong cấp thiếu tướng và được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng tham mưu trưởng quân đội quốc gia Việt Nam. Lúc này, quân đội đang chia thành hai phe, phe Bảo Hoàng và phe Thủ tướng Diệm. Cuối cùng, phe Ngô Đình Diệm giành chiến thắng. Ông Nguyễn Văn Vĩ, người được Bảo Đại đề cử đã không thể lên chức và buộc phải thỏa hiệp. Khi Bảo Đại bị phế truất, Lê Văn Tị được thăng cấp trung tướng. Với mong muốn thành lập một lực lượng tinh nhuệ đặc biệt, ông đã tập hợp những đàn em xuất sắc của Thiếu Sinh Quân đang tại ngũ về dưới trướng mình. Tháng 12 năm 1956, ông Tị được thăng đại tướng. Khi ấy, ông mới 52 tuổi, một độ tuổi sung mãn với nhiều cơ hội đi lên hơn nữa. Tuy nhiên, số phận lại không mỉm cười với ông. Đầu tháng 7 năm 1963, ông được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư phổi quái ác. Gần một tháng sau khi biết tin, ông Tị mới sắp xếp được để sang Hoa Kỳ chữa trị. Sau 2 tháng điều trị không hiệu quả, ông chán nản và mong muốn được trở về quê hương Vũng Tàu để dưỡng bệnh. Từ khi ông mắc bệnh, chức vụ quyền tổng tham mưu trưởng của ông lần lượt được giao cho Trần Thiện Khiêm và Trần Văn Đôn. Thật chớ trêu thay, trong cuộc đảo chính gia tộc họ Ngô, Trần Văn Đôn lại là một trong những tướng lĩnh chủ chốt góp phần lật đổ chế độ đệ nhất Cộng Hòa. Có thể nói, việc ông tạm đi dưỡng bệnh là một điều không may mắn, nhưng cũng giúp ông tránh khỏi những khó xử khi phải đứng giữa các phe phái và lựa chọn tham gia đảo chính. 2 tuần sau đó, ông Tị được giữ chức cố vấn trong chính phủ lâm thời do Nguyễn Ngọc Thơ làm thủ tướng. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu, ông không thể tham gia vào bất kỳ hoạt động quân sự hay chính trị nào. Ngày 21 tháng 7 năm 1964, ông được thăng cấp lên thống tướng, trở thành vị thống tướng đầu tiên và duy nhất của chế độ này. Kèm theo đó là đệ nhất đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Lễ phong cấp được tổ chức tại Tư gia số 37 Cường Để, Sài Gòn do Trung tướng Nguyễn Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng chủ trì. Nhiều người cho rằng chức vụ này của ông được truy thăng sau khi mất, nhưng thực tế không phải vậy. Lý do không thể dùng từ truy thăng là vì ông lên cấp thì 3 tháng sau thì mới qua đời. Và vào thời điểm ông mất, không có cấp bậc nào cao hơn để truy thăng. Lê Văn Tị qua đời vào ngày 20 tháng 10 năm 1964 tại Sài Gòn, hưởng thọ 60 tuổi. Mẹ của ông đầu bạc tiễn người con trai đầu xanh ra đi trong đau đớn và thương tiếc. Sau này, khi mẹ ông Tị 83 tuổi và qua đời, bà vẫn luôn nhớ về con trai mình. Ông còn có một người con trai tên anh Tuấn, là một đại úy công tác ở binh chủng nhảy dù. Sau ngày giải phóng,
ông Tuấn theo chính quyền mới đi học tập 13 năm. Sau khi trở về nhà không lâu, ông làm thủ tục bảo lãnh sang Hoa Kỳ. 2. Hồ Ngọc Cẩn. Đại tá Hồ Ngọc Cẩn là một trong những người đặc biệt với ba không: không đầu hàng, không đi cải tạo, cũng không di tản. Ông chọn con đường tự vẫn để kết thúc cuộc đời mình. Hồ Ngọc Cẩn sinh năm 1938 và mất năm 1975. Ông sinh ra tại xã Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang. Cha ông là một hạ sĩ quan trong Quân đội Quốc gia Việt Nam. Lúc tại ngũ, ông là một sĩ quan bộ binh cao cấp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc đại tá. Hồ Ngọc Cẩn xuất thân từ trường thiếu sinh quân và nổi tiếng là một viên mãnh tướng dưới chế độ này. Tuy nhiên, do không thích nịnh bợ phe phái nên cấp bậc cao nhất của ông chỉ dừng lại ở cấp tá. Tương tự như ông, những người chỉ huy khác nổi tiếng thiện chiến như Lưu Kim Cương, Nguyễn Đình Bảo, Ngô Văn Định cũng chỉ được thăng cấp đến bậc tướng. May mắn thay, Đại tướng Lê Văn Tị, Tổng tham mưu trưởng quân đội cũng là một cựu thiếu sinh quân, đã nâng đỡ cho các đàn em cùng trường của mình, trong đó có Hồ Ngọc Cẩn. Theo một số nguồn tin, việc Đại tướng Tị nâng đỡ cho các cựu thiếu sinh quân không chỉ xuất phát từ ý riêng của ông mà còn có sự đồng thuận của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Điều này thể hiện qua việc các tân chuẩn úy xuất thân từ thiếu sinh quân đều được đưa về các binh chủng thiện chiến như lực lượng đặc biệt, thủy quân lục chiến, biệt động quân. Hồ Ngọc Cẩn được mọi người nhớ đến với hình ảnh một chàng trung đội trưởng tuổi vừa đôi mươi, bản tính nhiệt liệt và hăng hái. Trong mỗi trận chiến, ông luôn xung phong ra trận tiên phong. Trên chiến trường đồng bằng sông Cửu Long, những dấu ấn chiến đấu oanh liệt của Hồ Ngọc Cẩn luôn được ghi nhớ. Cuối năm 1973, Đại tá Hồ Ngọc Cẩn được giao phó trọng trách làm tỉnh trưởng Trương Thiện, một tỉnh có địa hình phức tạp nhất vùng đồng lầy miền Tây, nơi nổi tiếng với mật khu U Minh Thượng gai nhọn nhức nhối trong lãnh thổ. Với thành tích xuất sắc này, ông Đại tá Cẩn trở thành vị tỉnh trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh buông súng đầu hàng vô điều kiện, nhiều kịch bản đã được các vị chỉ huy Việt Nam Cộng Hòa vạch ra cho bản thân: người ra trình diện học tập cải tạo, người trốn đi lưu vong, người chọn ở lại với gia đình, cũng có người chọn kết thúc mạng sống để giữ trọn vẹn lý tưởng. Còn ông Cẩn, với bản tính phóng khoáng không theo quy tắc, đã chọn cho mình một con đường khác. Ông phản kháng, lấy quân số ít ỏi chống lại cả một quân đội cách mạng hùng mạnh. Do hành động phản kháng quá khích của ông Cẩn, ngày 14 tháng 8 năm 1975, chính quyền mới đã tuyên án tử hình và thi hành án tại sân vận động Cần Thơ. Phu nhân của ông là bà Nguyễn Thị Cảnh, sinh năm 1941 tại Thủ Đức, Gia Định. Hai người tiến đến hôn nhân khi Đại tá Hồ Ngọc Cẩn còn là một viên hạ sĩ quan nhỏ bé vào năm 1959. Dù trong vinh quang hay lúc khó khăn, bà luôn là hậu phương vững chắc cho chồng. Hai vợ chồng chỉ có một người con trai duy nhất. Điều này có thể xem là may mắn vì có con, bà sẽ có động lực vươn lên mà không quá buồn phiền vì sự ra đi của chồng, nhưng cũng là gánh nặng của người phụ nữ khi phải chăm sóc con một mình. Sau khi ông Cẩn mất, bà Nguyễn Thị Cảnh đã ở vậy giữ gìn kỷ niệm của cả hai thay vì đi bước nữa. Hiện bà Cảnh đang định cư và sống cùng con cháu tại Hoa Kỳ. 3. Trương Quang Ân. Trong ba nhân vật được đề cập hôm nay, có lẽ ông Ân là người khiến tôi cảm thấy xót xa nhất. Bởi lẽ, ông Tị đã qua đời khi đã đạt được cấp bậc thống tướng, thể hiện sự trọn vẹn trong sự nghiệp. Ông Cẩn cũng đã ra đi nhưng vẫn giữ được lý tưởng sống của bản thân. Còn ông Ân, ở độ tuổi 36 đầy thanh xuân, đã hy sinh trong một tai nạn trên không khi mang cấp bậc thiếu tướng, quả là một điều vô cùng đáng tiếc. Trương Quang Ân, sinh năm 1932 và mất năm 1968, là một tướng lĩnh gốc nhảy dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông cũng xuất thân từ trường thiếu sinh quân. Sau khi tốt nghiệp, ông được chọn để phục vụ trong đơn vị nhảy dù. Sau cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông Ân được thăng cấp trung tá và giữ chức vụ quyền tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh. Ngày quốc khánh đệ nhị Cộng Hòa 1 tháng 11 năm 1966, ông được thăng cấp đại tá và chính thức giữ chức vụ tư lệnh sư đoàn. Năm 1966, ông được điều động sang chỉ huy đơn vị bộ binh. Hai năm sau, khi đang mang cấp bậc chuẩn tướng và giữ chức vụ tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh, ông đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Sau khi mất, ông mới được truy thăng cấp bậc thiếu tướng. Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 9 năm 1968, ông cùng phu nhân đang thực hiện công vụ trên trực thăng H.34 tại vùng trời quận Đức Lập thuộc tỉnh Quảng Đức, cách 10 cây số về phía bắc thì gặp trục tặc trên không. Khi đó, cả hai đang trên đường bay thăm viếng và ủy lạo các đơn vị trực thuộc sư đoàn đang hành quân.
nhưng vắng số trực thăng gặp trục trặc nên không qua khỏi. Lúc qua đời, ông hưởng dương 36 tuổi. Linh cữu của ông và phu nhân được đưa về quan tại tư gia ở cư xá sĩ quan Lê Đại Hành, Sài Gòn. Sáng ngày 10 tháng 9, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu đã đến tận tư gia để tổ chức lễ truy điệu và truy thăng cấp bậc. Ngoài ra, ông còn được truy tặng đệ tam đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ít ai biết rằng, phu nhân của ông là bà Dương Thị Kim Thanh là một trong 9 nữ quân nhân nhảy dù đầu tiên của Quân đội Quốc gia Việt Nam. Bà đã giải ngũ khi còn mang cấp bậc chuẩn úy. Khi ông bà qua đời, họ có 3 người con gồm 1 trai và 2 gái. Cảm ơn quý khán giả. Video kết thúc tại đây nhưng cuộc đời của những thế hệ sau của họ vẫn còn tiếp diễn. Nếu có bất cứ bình luận gì về những nhân vật trên hãy cho kênh biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.